Nói đến Nghi Xuân, người ta nghĩ ngay đến đất Tiên Điền, vùng quê với dải đất cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia, trải dưới chân núi Hồng mà nên đất nên làng, bởi cộng đồng dân cư có từ lâu đời. Những cuộc thiên di về phía Nam từ mấy trăm năm trước do biến động của lịch sử đã hình thành những quần cư bên bờ Nam sông Lam. Những thôn xóm họ Mạc lấy đất Tiên Điền sinh cơ lập nghiệp để nên cơ đồ làng xã từ thời Lý Trần. Đất Tiên Điền hướng ra sông Lam, muôn đời bồi đắp phù sa. Sau lưng tựa vào ngàn hống uy nghi, cảnh tình sơn thủy. Giữa miền cát trắng gió Lào vẫn trường tồn sự sống. Mạch phong thủy non hồng sông Dung hun đúc nên khí chất con người nơi đây, để thời nào cũng xinh lắm hiền tài. Cũng như cây cỏ trường tồn với thời gian, con người luôn gắn bó với đất đai, với nơi chôn rau cắt rốn. Trải bao biến thiên thế cuộc, bao nắng lửa mưa chan, sự sống vùng Tiên Điền luôn trỗi dậy như màu xanh thảo mộc sơn hà. Nói đến Nghi Xuân, Hà Tĩnh là vinh danh những lớp người ở Tiên Điền, bởi đức tính cần cù nhẫn nại trong cuộc sống, bởi lòng hiếu học tôn sư trọng đạo, và hơn hết là bằng nghị lực luôn biết vươn lên từ gian nan của cuộc mưu sinh không dễ bề thuận lợi. Buông cày cầm lấy bút nghiên, ông nghề ông trạng mà nên danh làng. Một trong những dòng họ nổi tiếng truyền đời viết nên dòng Khánh Cát trường tồn cho đến nay là họ Nguyễn Tiên Điền. Từ đời Nam Dương Công Nguyễn Quyện ở vùng Canh Hoạch xưa trải đến hôm nay, họ Nguyễn Tiên Điền có chừng 500 năm phát triển. Huyết mạch theo dòng đời chảy mãi khi nối tiếp nhau. Người họ Nguyễn làm rạng danh đất Tiên Điền và quê hương Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đức cần cù, hiếu nghĩa, thánh hiền cộng với khí chất non bồi thủy tụ đã hình thành cốt cách chữ nghĩa của một vọng tộc nối đời là công hầu quan viên và là những ngôi sao sáng trong nền văn hiến nước nhà. Vậy nên người ta vẫn truyền rằng bao giờ ngàn hống hết cây, sông Dung hết nước, họ này hết quan là vậy. Một thời vàng son ở thế kỷ 18, khi đại thần Nguyễn Nghiễm rồi Nguyễn Khản làm quan, hàm nhất phẩm triều đình, nối đời ăn lộc nhà Lê, đỉnh cao của quyền lực danh vọng đã đưa danh tiếng của họ Nguyễn Tiên Điền Nghi Xuân vang khắp Kinh Kỳ và Đại Việt. Điều đáng nói là các nhân vật lịch sử một thời từng là tế tử Quốc Tử Giám, trường học lớn nhất quốc gia buổi ấy. Những văn tự, bia đá còn lưu dấu tích bởi sự đóng góp to lớn của con người đối với chính sự và nền học vấn nước nhà. Hơn hết, họ Nguyễn Tiên Điền ghi danh tính thanh hiên Nguyễn Du với những trước tác kinh điển trong nền văn học Việt Nam thời Trung Đại. Người ta nói quan Tiên Điền, tiền hội thống, trống đan tràng là hồn cốt đất Nghi Xuân xưa, là hiện thực sinh động khi mà màu vàng son dội về xứ Tiên Điền, dập dìu xe ngựa buổi vinh quy bái tổ, buổi trí sĩ hồi hương. Thuyền tiên lướt sóng rồng in dấu, tàn quý chen mây tựa hạc bay, như sao quê lấp lánh, như ánh dương rọi cùng cuộc đời. Những áng văn để đời của Tố Như sống mãi cùng thời gian, bởi đó là tâm sự gan ruột với con người qua một thời đại. Dòng họ của chúng tôi là một dòng họ trăm năm thế Việt và cũng đã có nhiều nhân vật nổi tiếng để lại làm rằng danh của quê hương và làm rằng danh cho đất nước. Mà đặc biệt là đại thi hào Nguyễn Du của là con cháu của dòng họ Nguyễn Điền, cháu ông đã dạy con cháu là muốn phát triển được cuộc sống thì rõ ràng là phải lấy cái học nghiệp làm đầu. Thì cái truyền thống học nghiệp của dòng họ chúng tôi cũng đã để lại nhiều cái thành quả lớn lao cho cả địa có quê hương, cho dòng tộc và thậm chí là cho cả đất nước.
Thế đó là niềm tự hào của chúng tôi. Thế đến bây giờ thì con cháu của chúng tôi sống ở trên cái mảnh đất này vẫn luôn, luôn luôn tự hào về tổ tiên của mình, cha ông của mình để mà phát huy cái truyền thống đó. Đó là truyền thống hiếu học, đó là truyền thống làm phục vụ cho dân, cho nước. Trên nền xưa, đất cũ vẫn lưu giữ bao báu vật, bao câu chuyện về một dòng họ, một con người tài hoa xuất chúng, như con tằm rút ruột nhà tơ, dâng hiến cho cuộc đời. Bằng tấm lòng nhân đạo cao cả và trí tuệ văn chương thiên bẩm, thanh niên Nguyễn Du ký thác tâm sự cho muôn đời sau cái nhìn thấu sáu cõi, cái tâm mênh mông và ân lượng hải hà. Từ câu kiều tha thiết du đời đến văn tế thập loại chúng sinh là những lời tự sự đầy cảm thông, đầy chia sẻ mà bậc thánh thi gửi đến mỗi con người, mỗi số phận mà ta như thấy vận vào ý tứ của tiền nhân. Đất mình hậu tục làm sao, tiên điền thờ thánh, tả ao thờ thần. Tích của cụ được tôn vinh là rộng rãi, sáng trang, đồng thời có nhiều cái kỷ niệm sâu sắc đối với dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cũng có gì hơn là sẽ làm thế nào đó có một cái ý tưởng sâu sắc để về nói với con cháu, và cũng có những cái bày tỏ lòng biết ơn để chúng ta sẽ cổ vũ với toàn dân để chúng ta đóng góp với cái công ơn này để mà xây dựng cái nơi di tích của cụ Nguyễn Du được đẹp đẽ hơn, phồn vinh hơn. Ánh sáng từ cõi tâm, từ đỉnh cao văn hóa của vị kiệt xuất tiên điền luôn phát sáng giữa cuộc đời, để con người bốn phương tìm về chiêm nghiệm. Sự sâu lắng tâm hồn như hòa cùng ngọn gió để tưởng nhớ người xưa. Dù thời nào, tầng lớp nào, thì người ta đều nói và thấm nhuần câu chữ trong di cào, bởi mỗi câu, mỗi chữ là tiếng ru tha thiết trong vành nôi từ thuở ấu thơ đến độ trưởng thành. Khi đi qua thăm các di tích thì tôi là thấu hiểu được rằng cụ Thi Hào Nguyễn Du trước đây là một con nhà nho học, và văn thơ của cụ là đầy những áng văn thơ trong sáng mà để lại cho muôn đời con cháu đất Việt và lừng danh khắp thế giới. Cho nên là về thăm phòng truyền thống Đài Thi Hào cụ Nguyễn Du và thăm lăng mộ cụ thì tôi có cảm tưởng mấy câu thơ rằng: thăm Đài Thi Hào cụ Nguyễn Du, nghĩ xuân cảnh đẹp rạng mùa thu, văn chương muôn thuở ngời trong sáng, văn tế ngàn đời mãi chẳng lưu. Tinh hoa của non hồng sông Lam đã hội tụ nên một nhân tài với kiệt tác truyện kiều làm rạng danh quê hương đất nước. Những đóng góp to lớn và sâu sắc của Tố Như tiên điền đã làm tỏa sáng nền văn hiến Việt Nam vang khắp bốn cõi, để người trở thành bậc thánh thi của dân tộc và là danh nhân văn hóa của nhân loại. Người tiên điền hôm nay luôn tự hào tầng trầm tích văn hóa mà người xưa truyền lại. Để hướng tới kỷ niệm ngày sinh của cụ, cái thứ nhất là phát động trong cán bộ công nhân viên chức rồi các trường học và cuộc thi viết tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Đài Thi Hào Nguyễn Du và tác phẩm truyền kiều. Rồi trong thời gian vừa qua thì đoàn xã Tiên Điền đã tổ chức một cái buổi giao lưu tại khu lưu niệm Đài Thi Hào Nguyễn Du. Cái thứ hai nữa thì hiện nay là xã khôi phục cái câu lạc bộ trò kiều của xã đang tập luyện và chuẩn bị cho công diễn các cái tiết mục trích đoàn trò kiều công diễn tại huyện. Trên nền tảng là đỉnh cao, gần gũi với con người, ánh sáng từ đất tiên điền luôn là con đường quen thuộc để người ta tìm về quê hương của Đại Thi Hào, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Nghi Xuân là một miền quê được mệnh danh là cái vùng địa linh đã sản sinh ra rất nhiều bậc hiền tài cho quê hương đất nước. Mà tiêu biểu ở đây là có Đại Thi Hào, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Hiện nay cho đến giờ phút này thì các hoạt động chuẩn bị cho kỷ niệm thì được cán bộ, nhân dân huyện nhà triển khai
và thực hiện một cách rất đồng bộ. Cụ thể ở đây là các cái hạ tầng phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm hiện nay đã được triển khai xây dựng cơ bản đã hoàn thành và đáp ứng phục vụ tốt các hoạt động địa bàn. Việc thứ hai là các hoạt động tổ chức trên địa bàn thì hiện nay các ngành chuyên môn đã tổ chức một cách rất chú đáo. Hiện nay các hoạt động như là tổ chức thi sáng tác thơ, viết ca ngợi về Nguyễn Du rồi về quê hương đất nước trên địa bàn đã được triển khai. Chúng tôi đang tuyên truyền vận động cho toàn bộ cán bộ nhân dân toàn huyện sưu tầm các cái hiện vật rồi là các cái tác phẩm mà do Nguyễn Du để lại để tăng thêm các cái bộ sưu tập quảng bá tuyên truyền và giới thiệu tại khu di tích nhân cái dịp kỷ niệm này du khách về với Nghi Xuân. Mùa thu hanh hao, ngọn gió heo bay từ bến Giang Đình vuốt khói hương trầm mặc, mang mang nỗi quan hoài khi một thoáng tiên điền. Thu vàng trải nắng mênh mông, lời ai xưa vẫn thấm trong cõi lòng. Trời và đất tiên điền như phong quang hơn, quá khứ và hiện tại đang giao hòa để con người chìm trong suy tưởng. Ta đang bước trên con đường in dấu bóng hình của người xưa. Lắng nghe sóng vỗ Lam Giang, ngoảnh nhìn mây vờn Hồng Lĩnh, đất tiên điền vừa thân thuộc vừa trân trọng trong mỗi bước chân ta đến nơi này.